Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ không là khủng long, sẽ không là hổ, mà hôm nay chúng ta sẽ là một con cá sấu mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ hành trình và đi ăn thịt loài người. Đây, mọi người khi mà nhìn thấy con cá sấu của chúng ta thì rất là hoảng sợ và đã bỏ chạy gần hết rồi mọi người ạ. Đây, bây giờ mình sẽ đuổi theo. Coi đây, à đây có một cô nàng rồi đây. Chạy đi đâu? Ui, chạy rất nhanh mọi người ạ. Mình đang cố gắng đuổi theo. Ok, mình đã thắng, mình đã giết được một người rồi mọi người ạ. Đây, mình sẽ qua level 2. Đây, và chúng ta sẽ đây mình gặp ở dưới cái vùng biển này. Chúng ta sẽ mình gặp ở dưới vùng biển này coi có ai có ai đi xuống dưới này bơi hay không nhé. Xuống này bơi thì mình sẽ là ăn thịt ngay. Đây, mình sẽ trốn ở dưới này. Đây, ở đây có hai người này mọi người. Ôi 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 ôi, đây có một đây có một thợ săn mọi người ạ. Ôi rồi ôi, wow, cảnh sát à, cảnh sát cũng ăn thịt luôn. Đây, nhiệm vụ của màn này thì chúng ta phải ăn thịt hai người mọi người ạ. Ôi, ăn thịt một người nữa thì chúng ta đã là hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta sẽ bước vào level 3 mọi người nhé. Ok, đây có một cô nàng đi rất là tiểu thư. À, chạy à. Đi rất là đúng đỉnh này. Đây, chạy qua cây dừa. Muốn đánh võng à. Ôi, chạy ra sau tảng đá. Ok, mình sẽ đuổi theo nhá. Khi mà đi xa quá thì vào cạn này thì nếu như gặp các... Yeah. À, ha, chạy đi đâu. Ok, mình sẽ đi vào level 3. Đây, ở đây có một thanh niên đây đang chèo thuyền và múa kiểu khá bảnh mọi người ạ. À, ra ngoài thuyền quẩy hả? Đưa tay đây nào, múa khá bảnh này, mãi bên nhau bạn nhé. Ok, một người nữa rồi mọi người ơi. Chúng ta bước vào level 4. Wow, nhiệm vụ của level 4 này là sẽ là 5 người mọi người nhé. Nó sẽ vất vả hơn những cái level đầu tiên nhiều. Ok, và chúng ta cũng tiếp tục hành trình thôi nào. Đây, ở đây có ba người này. Đây, đang cũng quẩy kiểu khá bảnh đây. Đấy, một anh thanh niên đang quẩy, đang dạy múa, đang dạy cho cô nàng này quẩy mọi người nhé. Đấy, ok, mình sẽ rình rập để ăn thịt cả ba người này. Ôi, trên kia thì có một bác cảnh sát mọi người. Mình chỉ ôi 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 ôi, mình sẽ ăn thịt bác cảnh sát trước. Hai người. Ôi, chỉ còn ba người nữa, hoảng sợ bỏ chạy mọi người ạ. Ok, chạy đi đâu? Wow, chạy nhanh thế, ba người. Đây, một cô nàng rất dễ thương nhưng mà chạy không kịp với cá sấu của chúng ta rồi. Ok, đây có một người nữa. Ơi, đây là một bà lão. Thôi bà lão chúng ta bỏ qua đi, chúng ta sẽ ăn thịt những thanh niên này thôi. Đây là bà lão hay là gì đây? Ôi, đi lệ điệu rất là cô Minh Hiếu nha. Thôi, chúng ta sẽ đi tìm những cô gái xinh đẹp nào mọi người. Ta chỉ ăn thịt những cô gái xinh đẹp thôi, những người trẻ thôi. Ok, mình sẽ đi qua bên hướng bên này.
Trời ơi. Đây là một biển cát vàng mọi người nhé. Ui sao bên này vắng thế? Tại sao bãi biển này chỉ có 5 người thôi mọi người nhỉ? Ok, chắc là bây giờ chúng ta sẽ bắt buộc là phải ăn thịt bà lão này rồi thì chúng ta mới qua màn được. Ok, tăng tốc nào. Đây, ở đây mình đã thấy hai người. Đây có một người này. Mình sẽ ăn thịt người này trước. Ôi, chạy đâu thế? Chạy à? Tại sao cá sấu mình lại không vô? Chạy à? À, thích lươn lẹo à? Thích lươn lẹo với anh à? Ok, đây mình này có một anh thanh niên đi rất là ngông nghênh. Ok, mình sẽ ăn thịt anh thanh niên này luôn. Đi rất là nghênh nhá. À, chạy à. Chạy mà được à. Chạy mà được à. Đấy, tóc vàng quần hoe. Ok, mình đã qua level 6 rồi và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là ăn thịt 6 người. Yeah, trên này rất là đông người này mọi người. Bây giờ mình sẽ lên trên này. Đây, mình sẽ ăn thịt anh cảnh sát đầu tiên nhé. Nếu không ăn thịt cảnh sát thì... Ôi, chưa mà, lại gần đây đi. Cho anh ta lại gần đây mọi người nhé. À, bắn tao à? Bắn tao à? Bắn tao à? Ok, một người rồi. Uầy, hoảng loạn chạy à? Hai người này. Đây, khá bảnh này. Một anh thanh niên đang múa quạt kiểu khá bảnh. Ba người. Còn ba người nữa thôi mọi người. Chạy đi đâu? Con... Đây, con cá sấu của chúng ta chạy rất nhanh mọi người nhé. Wow! Đâu cho thoát. Tôi sẽ nhìn xa xa coi là bên hướng bên này còn còn ai nữa hay không. Ơi đây có một anh cảnh sát này mọi người. Ok, 10 sẽ ăn thịt cảnh sát luôn. 5 người. Ok, và ăn thịt anh tóc vàng này nữa là chúng ta sẽ được qua màn mọi người nhá. Anh để im cho chú chạy thôi. Chạy mệt thì dừng lại là anh sẽ ăn thịt luôn. Đấy, chạy đi đâu cho thoát. Ok, chúng ta đã qua màn. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? À, ở đây ăn thịt anh thanh niên chèo thuyền đây. Đang đứng trên thuyền và múa kiểu khá bảnh đây. Đấy, đang hẹn hò một cô nào đây. Hẹn hò. Đây, gái xinh nhé. Đây, mình sẽ quay. Đây, đây là. Đấy, gái xinh mặc bikini ra đây hóng mát nhé mọi người. Có ba người mọi người đang nằm ấy 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 đang nằm phơi nắng à, đang nằm làm đẹp da. Quay xăm mình nhá, thanh niên này rất là cổ bá nha. À không phải, đây là mặc một cái áo màu sọc mọi người. Đây một thanh niên này không chịu chạy à, thấy cá sấu to mà không chịu chạy à, đang nằm à. Ok, như vậy là chúng ta đã qua màn nhé. Hẹn mọi người ở những chương trình tiếp theo nhé.
chúng ta sẽ hóa thành thân thành những cái con vật khác nhau, và chúng ta sẽ gia nhập vào thế giới của khủng long này, thế giới của hổ và thế giới cá sấu, cùng rất nhiều loài động vật đầy hoang dã nhé. Chúng ta những cái video sau mình sẽ hóa thân thành một chú voi này, rồi một chú rắn này, hoặc là chúng ta sẽ hóa thân thành một con tê giác này, đấy, khủng long, một con rồng. Ok, mọi người nhớ ấn nút like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào mọi người.